Bởi vậy cho nên cái tu phải cho thâm trầm rồi mình mới thấy cái cao quý của sự tu. Chứ còn không thì mình thấy tu quá tầm thường. Thì giả sử mình ngồi tu, ngồi thiền như vậy mà ai cười chê nói mình tiêu cực, ích kỷ gì gì thì quý vị có buồn không? Bởi vì cái việc làm này là việc phi phàm. Người phàm tục họ không có, chỉ nghĩ tới cái thân với cái tâm sinh diệt của họ thôi. Họ không biết được cái thứ ba. Mình ra khỏi cái dòng đó, nó vượt hơn cái tầm hiểu biết của họ, thì cái chuyện chê khen là chuyện trò chơi, phải không? Nó có dính gì với mình. Nhưng mà ngồi thiền nghe người ta nói một giờ ta làm bao nhiêu tiền mà ngồi gục lên gục xuống làm cái gì đó, cái phiền não liền, rồi cái nghĩ mình có bao vô ích quá này kia. Thì cái đó là cái gì không biết cái gốc của sự tu. Như vậy thì chúng ta biết được cái chân thật đó rồi thì cái giờ tu, cái việc tu của mình mới thấy nó là siêu phàm. Bởi vậy nên nói là Phật Pháp nó là Pháp xuất thế gian, phải không? Xuất thế gian hay ở trong thế gian? Xuất thế gian. Bởi vì thế gian ta chỉ biết những cái sinh diệt, còn mình đi ra ngoài cái sinh diệt là xuất thế gian. Muốn ra ngoài cái sinh diệt mà mình cứ đua đèo theo cái sinh diệt thì làm sao? Vì sao mình ra được? Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Vì vậy mà trong nhà thiền, khi nói tới cái chân thật này, không có cái tánh cách là mình phải thấy là thật, là giả, là chân, là vọng gì nữa hết, phải không? Còn thật, còn giả, còn chân, còn vọng là còn khách, chứ không phải là chủ. Chủ thì ra ngoài cái đối đãi đó hết. Đó. Cho nên nhiều khi quý vị nghe mình tu, muốn tu thành Phật mà tới Phật cũng không chịu nữa. Đó. Rồi mình tu là muốn được làm sao sống với cái tâm chân thật của mình, rồi nó không thật, không giả nữa, cái rồi chớ giới, không hiểu. Bởi vì đối với cái đối tượng ở ngoài thì còn có hai, chứ còn tới cái chân thật nó không hai. Mà không hai thì nói gì một, phải không? Một là đối với hai, mà không hai thì không có nói một. Vì vậy mà chỗ đó, chỗ không còn danh tự để nói, chỗ không còn cái lời lẽ gì để mà diễn tả được. Rồi nghe nói vậy mình tưởng chỗ đó là không ngơ, nhưng mà không phải, là cái hiện tiền của chính mình, cái trung thành nhất của chính mình. Niệm sinh diệt nó đổi thay khi vậy khi khác, chứ cái chân thật đó bao giờ cũng hiện tiền. Mắt đang thấy, tai đang nghe, tất cả những cái xúc chạm cũng hiện tiền, mà nó không có phân biệt để rồi buồn thương giận ghét gì hết. Cái hiện tiền đó mà mình lại bỏ quên, cái hiện tiền đó là cái công dụng giải thoát sinh tử mà mình không chịu nhớ. Rồi mình cứ chạy theo những cái niệm tạo nghiệp đi trong sinh tử cả ngày như vậy, mà muốn giải thoát nhưng lại tạo nghiệp sinh tử, đi theo cái chủ tạo nghiệp thì làm sao giải thoát được. Như vậy thì người tu thiền là cái người bước đầu phải giác ngộ, mà giác ngộ chính nơi mình. Nơi mình có ba phần. Phần thứ nhất là thể xác, nó là cái tướng duyên hợp, tạm bợ, không có thực. Dù mình cố giữ nó tới đâu đi nữa, tận lực mà giữ, rồi có ngày nó cũng bại hoại, nó không còn mãi với mình. Giữ một cái không thể giữ được, thì như vậy, đứng về cái quan niệm hơn thua khôn dại thì nói làm sao? Giữ một cái không thể giữ được là khôn hay là dại? Rồi lại nữa, tâm nghĩ phải quấy hơn thua, mà cái phải quấy là quý vị thấy ở thế gian này có cái gì cái phải cố định hay không? Hay là phải với người này, không phải với người kia,
phải ở trong giai đoạn này, không phải ở giai đoạn khác. Như vậy thì cái đó là cái biến đổi tùy theo con người. Khi suy gẫm hoàn cảnh thế nào đặt đó là phải, hoàn cảnh thế nào đặt nó là quấy. Phải quấy nó không có cái cố định. Mà bây giờ ngồi lại cãi lẫy nhau, cãi lẫy với cái gì? Tìm ra cái gì? Có ai nói tôi nói đây là nó quấy không? Hay là tôi nói phải đó, có anh nó quấy, chị nó quấy, tôi không có quấy. Nhưng mà rồi cãi tới chừng nào ra cái phải? Cái phải là cái không thật, tùy duyên, tùy cảnh, tùy cái nhận thức riêng của mỗi người. Mà mình lại lấy cái nó làm chuẩn, thì như vậy đó là không có lẽ thật. Cho nên người biết tu tìm lẽ thật thì phải buông hết những cái đối đãi tạm bợ đó, nghe, trở về cái hằng giác hằng tri của chính mình, cái đó mới là cái chân thật. Nó hiện tiền ngay trong lúc này và cho khi thân này hoại, nó vẫn là hiện tiền không có mất. Mà sống được với cái đó là chúng ta khỏi bị nghiệp dẫn đi luân hồi. Còn nếu chạy theo cái hơn thua phải quấy là chạy theo nghiệp. Phải tốt thì được lên, quấy xấu đi xuống, rồi cũng lên xuống, lên hết phước rồi cũng tuột xuống, rồi xuống hết tội trồi lên, cứ vậy mà chìm lên hụp xuống hoài. Muốn ra khỏi cái dòng sinh tử là phải sống với cái không còn bị nghiệp lôi cuốn. Muốn không bị nghiệp lôi cuốn thì không chấp nhận mấy cái chú gian manh mà tạo nghiệp này, phải không? Mấy chú gian manh, chú gạt mình để mình đi theo nghiệp. Cho nên không chấp nhận mấy chú đó. Mà muốn không chấp nhận mấy chú đó thì lúc bình thường đi đây đi kia thì mấy chú lộn xộn, mình đuổi khó. Cho nên bắt tối ngồi lại im, nhìn thấy từng chú đang đuổi mấy chú ra đó. Đuổi chừng nào mà mấy chú hết rồi, mà mấy chú chạy ra hết thì gọi đó là gì? Đó là định. Mà định là dừng hết những cái tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt dừng hết thì cái tâm vô sanh nó hiện tiền. Vậy chứ có gì? Cho nên kể cả pháp niệm Phật, có Phật giải cũng vậy. Có hỏi niệm Phật để làm gì? Để được nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn lúc đó còn hai hay còn một? Nói một mà không phải một. Mà nhất tâm thì đâu còn có chú lộn xộn nào. Đó là hết những chú tạo nghiệp. Mà hết những chú tạo nghiệp thì nhắm mắt thấy Đức Phật Di Đà. Rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái trọng tâm của Đạo Phật là dạy chúng ta phải ra khỏi sinh tử. Mà muốn ra khỏi sinh tử thì đừng chạy theo cái tạo nghiệp. Mà cái tạo nghiệp mình không theo thì tự nhiên là mình làm chủ được. Thì ông chủ đương có, hiện có, chứ không phải thiếu vắng lúc nào hết. Nhưng mà tại vì chúng ta không chịu nhìn lại mà cứ đuổi theo. Nên trong thiền mà gọi là thoại đầu đó. Thoại đầu tức là trước khi nghĩ, phải không? Trước khi nghĩ gọi là thoại đầu. Cũng như bây giờ quý vị ngồi giấy niệm, trước khi giấy niệm thì có ông chủ không? Ông chủ. Rồi mình không chạy theo niệm đó, cái đó nó lặng thì ông chủ mình còn hoài. Nghĩa là lúc nào thấy có niệm khởi, mình thấy được niệm khởi thì đó là hiện có ông chủ. Rồi niệm đi, mình biết hết niệm thì cũng ông chủ sơ sơ. Cái chuyện đó hết sức là cụ thể. Như vậy thì cái tu thiền này không phải là cái chuyện xa vời, không phải cái chuyện viễn vông, mà nó là cái thực tế mà lâu nay chúng ta quên. Bởi vậy nên trong nhà Phật thường dụ chúng ta có hòn ngọc quý mà bỏ quên. Đó, cái không sanh không diệt, đối với cái thân sinh diệt và cái tâm sinh diệt này, thì cái không sanh không diệt đó là hòn ngọc, là của quý. Mà chúng ta không chịu nhận cái quý đó, mà chạy theo cái tạm bợ, chạy theo cái hư giả, đó là rác rưởi, đó là những cái hôi hám, vân vân. Như vậy thì ngay đây tất cả chúng ta biết mình có hòn ngọc quý không? Trong đây có người nào thiếu không? Nếu mà quý vị ngồi ở dưới nhìn lên thấy tôi thì quý vị có ngọc quý không? Thì nổi đây ai mà thiếu cái đó, phải không? Ai có ngọc quý mà không chịu giữ, của báo mà không giữ mà chạy theo các cái thứ tạp nhạp, lăng xăng, lộn xộn, vô nghĩa, vô lý,
mất hết cả đời, rất là đáng thương. Đó, cho nên người tu thương chúng sanh là thương ở chỗ đó đó. Chứ không phải thương người này sao mà họ nghèo hơn người kia, mà thương cho ai nấy cũng đương chìm trong sanh tử, mà không thức tỉnh, không chịu ra, cứ đắm ở trong sanh tử, không có chịu ra. Bây giờ muốn dứt cái sanh tử đó, buộc lòng tạo phương tiện. Chúng ta vì không có thường thấy được cái niệm sinh diệt của mình, cho nên bắt ngồi lại trong khi yên tĩnh để thấy rõ, để buông, để xả nó. Đó. Thì như vậy thì chúng ta gỡ lần để cho cái niệm nó thưa, nó lặng, bao giờ hết thì tốt. Ở khi mà nó vững rồi thì đi đường, đi ra, đi lại, đi đâu, có cái này, có điều kia gì mình thấy, mình biết hết, mà cái niệm nó không sinh, thì không phải chỉ ngồi thiền mới là thiền, mà đi đứng nằm ngồi gì cũng là thiền. Phải không? Đó là cái điều mà tối thiết yếu tôi muốn nhắc, muốn chỉ cho quý vị hiểu, quý vị biết, thì mới thấy cái hay. Mà bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, thấy thân không thiệt, thấy tâm sinh diệt là không thiệt, rồi thì quý vị có bị dính mắc cái gì không? Có cái gì để dính mắc không? Nếu thấy thân không thiệt thì tất cả cái được mất của mình có quan trọng không? Rồi thấy cái tâm không thiệt thì ai chê khen mình có buồn phiền không? Đó. Thì như vậy thì cả ngày chúng ta tu có gì đâu khó. Chính nhờ cái trí tuệ bát nhã chiếu soi như vậy mà cái vô minh chấp ngã của chúng ta nó tan đi. Mà tan đi thì cái giả dối nó tan, thì cái chân thật nó hiện như có gì đâu. Như vậy đó là cái trọng tâm của các thiền sư hiện giờ chỉ dạy chúng ta. Hiểu vậy thì tức là quý vị biết đường tu. Bây giờ tôi bắt đầu, như vậy công chuyện nó cũng gần hết 2 phần giờ rồi ha. Mà cái đó mà không có hiểu thì